Thầy chào tất cả các em. Hôm nay thầy hướng dẫn các em tính thể tích khối lăng trụ, nối tiếp bài toán tính thể tích khối chóp. Phần kiến thức bổ trợ các em có thể xem lại ở tiết trước. Bây giờ thầy nhắc lại phần lý thuyết cách xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, cách xác định góc giữa hai mặt phẳng. Sau đó vào nội dung lý thuyết của buổi học ngày hôm nay. Tại sao thầy lại nhắc lại hai lý thuyết này? Bởi bài toán tính thể tích khối lăng trụ thường đi kèm theo điều kiện cho góc giữa đường thẳng và mặt phẳng và góc giữa hai mặt phẳng. Các em quan sát lại phần lý thuyết. Cách xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Thầy có hình vẽ như sau. Đây là mặt phẳng P. Và đây là đường thẳng D. Thầy đang cần xác định góc giữa đường thẳng D và mặt phẳng P. Các em thực hiện cho thầy các bước như sau. Bước thứ nhất, các em xác định giao điểm của đường thẳng D và mặt phẳng P. Thầy ví dụ là điểm A. Bước thứ hai, các em xác định hình chiếu vuông góc của điểm S bất kỳ nằm trên đường thẳng D lên mặt phẳng P, thì gọi là điểm H. Sau đó, thầy nối hình chiếu với điểm chung. Khi đó thì có được góc này chính là góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Thầy có được góc SAH chính là góc giữa đường thẳng D và mặt phẳng P. Các em lưu ý cho thầy, góc này lớn hơn hoặc bằng 0 độ, nhỏ hơn hoặc bằng 90 độ. Tiếp theo, thầy nhắc lại phần xác định góc giữa hai mặt phẳng. Cụ thể, xác định góc giữa hai mặt phẳng. A, B, C và S, B, C. Các em quan sát hình vẽ cụ thể như sau. Thầy đang cần xác định góc giữa hai mặt phẳng A, B, C và S, B, C. Bước thứ nhất, thầy xác định giao tuyến hay nói khác đường thẳng chung của hai mặt phẳng chính là đường BC. Bước số 2, thầy xác định hình chiếu vuông góc của điểm S lên mặt phẳng A, B, C là điểm H. Để chờ. Chuyển sang bước số 3. Từ hình chiếu, các em kẻ HK vuông góc với giao tuyến BC. Sau đó các em nối S với K. Khi đó các em có được góc này chính là góc giữa hai mặt phẳng cần tìm. Thì có được góc SKH chính là góc giữa hai mặt phẳng A, B, C và S, B, C. Các em lưu ý cho thầy, góc này lớn hơn hoặc bằng 0 độ, nhỏ hơn hoặc bằng 90 độ. Vậy là thầy đã nhắc xong phần lý thuyết xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, xác định góc giữa hai mặt phẳng. Bây giờ thầy cho mình cùng vào nội dung lý thuyết tính thể tích khối lăng trụ. Các em chuyển sang phần 3. Công thức tính thể tích khối lăng trụ. V bằng B nhân với H. B ở đây là diện tích một đáy, H là chiều cao. Như vậy, để tính được thể tích khối lăng trụ, thầy cho mình cần tìm hai yếu tố.
đó là diện tích một đáy và chiều cao. Thầy có sơ đồ sau để các em học dễ nhớ. Diện tích một đáy, rồi chiều cao h. Diện tích một đáy người ta ký hiệu là b. Được chưa các em? Có được hai yếu tố này thì thầy suy được ra thể tích của khối lăng trụ. Việc tính diện tích đáy thì các em chỉ cần sử dụng công thức hình học phẳng mà thầy đã hướng dẫn các em trong bài toán tính thể tích khối tròn. Các em có thể xem lại. Để tính được chiều cao thì thầy cho mình cần phải xác định được chiều cao của khối lăng trụ, sau đó tính. Bây giờ thầy hướng dẫn các em sang cách xác định chiều cao của khối lăng trụ. Với mỗi khối lăng trụ khác nhau thì chiều cao là khác nhau. Các em ghi 4. Cách xác định chiều cao. Thứ nhất, lăng trụ đứng. Các em quan sát hình vẽ thầy phác họa trong trường hợp đáy là một tam giác A, B, C. Thầy dựng các cạnh bên vuông góc với mặt phẳng đáy. A phẩy, B phẩy, C phẩy. Khi đó thầy có chiều cao là một cạnh bên bất kỳ. H của thầy chính là A phẩy hoặc là BB phẩy hoặc là CC phẩy. Được chưa? Chuyển sang 2. Lăng trụ đều. Thế nào là lăng trụ đều? Lăng trụ đều là lăng trụ đứng và đáy là một đa giác đều. Trụ đứng. Là một đa giác đều. Kem quan sát hình vẽ thầy phác họa trong trường hợp đáy là tam giác đều. A, B, C. Thầy dựng các cạnh bên vuông góc với mặt phẳng đáy. A phẩy, B phẩy, C phẩy. Khi đó thầy có chiều cao cũng là một cạnh bên bất kỳ. Là AA phẩy hoặc là BB phẩy hoặc là CC phẩy. Được chưa các em? Chuyển sang 3. Lăng trụ biết hình chiếu vuông góc của một đỉnh thuộc đáy trên thì ví dụ là đỉnh A phẩy lên đáy dưới là điểm H. Các em quan sát hình vẽ thầy phác họa trong trường hợp đáy là tam giác. A, B, C.
Được chưa các em? Rồi. Và biết hình chiếu vuông góc của đỉnh A phẩy lên đáy dưới là điểm H. Là điểm H. Thầy có đây chính là A phẩy. Nối A với A phẩy thực được cạnh đầu tiên. Sau đó các em dựng cho thầy cạnh CC phẩy song song và bằng AA phẩy. Tiếp theo các em dựng cho thầy cạnh BB phẩy song song và bằng AA phẩy. B phẩy C phẩy. Khi đó thì có chiều cao chính là A phẩy H. Được chưa các em? Từ đây thì suy được ra chiều cao chính bằng A phẩy H. Chuyển sang thứ tư, đó là lăng trụ biết một đỉnh thuộc đáy trên. Thì ví dụ là đỉnh A phẩy cách đều các đỉnh A, B, C của đáy dưới. Các em quan sát hình vẽ trong trường hợp này như sau. Thì phác họa lăng trụ có đáy là một tứ giác. A, B, C, D. A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Với giả thiết cho đỉnh A phẩy cách đều các đỉnh A, B, C. Được chưa các em? Để xác định được chiều cao của khối lăng trụ này, thầy hướng dẫn các em làm như sau. Bước thứ nhất, các em xác định cho thầy tâm đường tròn đi qua ba điểm A, B, C. Thầy giả sử điểm đó là điểm O trên hình vẽ. Được chưa các em? Rồi. Thầy nối A phẩy với O. Khi đó thầy có được A phẩy O chính là chiều cao. Từ đây thầy suy được ra H chính bằng A phẩy O. O là tâm đường tròn đi qua các điểm A, B, C. Vậy là thầy đã hướng dẫn các em xong cách xác định chiều cao của khối lăng trụ. Bây giờ thầy hướng dẫn các em cách tính. Nào. Cách tính chiều cao. H. Các em gắn chiều cao H vào một tam giác vuông hoặc một tam giác đều và sử dụng công thức hình học phẳng để tính. Gắn chiều cao vào tam giác vuông hoặc tam giác đều và sử dụng công thức hình học phẳng. Như vậy là thầy đã trình bày xong cho các em phần lý thuyết thể tích khối lăng trụ.
Thì tóm tắt lại như sau. Với buổi học ngày hôm nay, các em nhớ cho thầy cách xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, cách xác định góc giữa hai mặt phẳng, và lý thuyết cách xác định chiều cao của một khối lăng trụ. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang một số ví dụ. Thầy cho mình cùng vào ví dụ thứ nhất. Thầy trích từ đề thi đại học khối B năm 2014. Cho lăng trụ ABC, A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh A. Hình chiếu vuông góc của đỉnh A' lên mặt phẳng đáy ABC là trung điểm của cạnh AB. Góc giữa đường thẳng A'C và mặt phẳng đáy bằng 60 độ. Tính thể tích khối lăng trụ ABC, A'B'C' theo A. Kem nhát thật nhanh cho thầy. Kem xong chưa? Ví dụ số 1 này thuộc bài toán tính thể tích khối lăng trụ. Để tính được thể tích khối lăng trụ, thầy cho mình cần tìm hai yếu tố: diện tích một đáy và chiều cao. Giả thiết cho góc giữa đường thẳng A'C và mặt phẳng đáy bằng 60 độ. Các em phải nhớ ngay đến cách xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng mà thầy đã hướng dẫn các em trong phần lý thuyết. Thầy nhắc lại một lần nữa để các em nhớ. Thầy có đây chính là mặt phẳng P. Đây là đường thẳng D. Thầy đang cần xác định góc giữa đường thẳng D và mặt phẳng P. Thì bước thứ nhất, thầy xác định giao điểm, hay nói cách khác là điểm chung của đường thẳng D với mặt phẳng P, thì gọi là điểm A. Bước thứ hai, thầy xác định hình chiếu vuông góc của điểm S bất kỳ nằm trên đường thẳng D lên mặt phẳng P, thì gọi là điểm H. Thầy nối hình chiếu với điểm chung. Khi đó thầy có được góc SAH chính là góc giữa đường thẳng D và mặt phẳng P. Bây giờ thầy cho mình cùng vận dụng lý thuyết này vào ví dụ của chúng ta. Trước tiên thầy cho mình cùng phác họa lăng trụ ABC A'B'C'. Cách vẽ hình lăng trụ như sau. Bước thứ nhất, các em vẽ cho thầy đáy. Đáy là một tam giác. A, B, C. Sau khi vẽ đáy xong, các em dựng cho thầy chiều cao. Các em quan sát giả thiết. Giả thiết cho hình chiếu vuông góc của đỉnh A phẩy lên mặt phẳng đáy A, B, C là trung điểm của AB. Thầy gọi trung điểm này là điểm H. Được chưa? Khi đó thầy có được A'H chính là chiều cao. Được chưa các em? Bây giờ các em nối A với A' thì các em được cạnh bên thứ nhất. Các cạnh bên còn lại, các em chỉ cần kẻ song song và bằng với A, A'. Thầy dựng C, C'. Song song và bằng A, A'. Tiếp theo thầy dựng B, B'. Song song và bằng A, A'. Khi đó thầy có được lăng trụ thỏa mãn yêu cầu đề ra. Theo giả thiết cho gì góc giữa đường thẳng A'C và mặt phẳng đáy, cụ thể là đáy ABC bằng 60 độ, thầy cho mình cùng đi dựng góc này. A'C thầy nối A với C. Cách xác định góc thì thầy đã hướng dẫn các em rồi. Đường thẳng A'C và mặt đáy ABC có điểm chung
hay nói khác giao điểm của A phẩy C với mặt đáy ABC là điểm C. Đúng chưa các em? Hình chiếu vuông góc của điểm A phẩy nằm trên đường thẳng A phẩy C nên mặt đáy là điểm H để lại cho chính là trung điểm của AB. Thầy nối hình chiếu và điểm trung, khi đó thì có được góc này chính là góc giữa đường thẳng A phẩy C và mặt phẳng đáy. Góc này để cho bằng 60 độ. Bây giờ thì cho mình cùng đi tìm hai yếu tố diện tích một đáy và chiều cao. Chiều cao chính là A phẩy H. Theo giả thiết thì đáy là một tam giác đều cạnh A. Việc tính diện tích đáy đơn giản nên thầy tính chưa? Thầy có lời giải cụ thể như sau. Ta có B. B ở đây là diện tích một đáy bằng diện tích của tam giác ABC. Do tam giác ABC là một tam giác đều cạnh A, công thức tính diện tích tam giác đều thầy đã hướng dẫn các em rất kỹ ở tiết trước, bằng căn 3 trên 4 A bình phương. Vậy là thầy đã tính xong phần diện tích đáy. Tiếp theo thầy cho mình cùng tính chiều cao A phẩy H. Tính bằng A phẩy H. Để tính chiều cao thì như trong phần lý thuyết thầy đã trình bày cho các em. Các em gắn chiều cao này vào một tam giác vuông và nhớ cái tam giác vuông này phải biết góc hoặc biết cạnh. Được chưa? Hoặc là gắn chiều cao này vào một tam giác đều đã biết cạnh. Thế các em quan sát cho thầy. A phẩy H này thì sẽ gắn vào gì? Tam giác vuông A phẩy HC. Tam giác này vuông tại H. Vì sao? Vì thầy có A phẩy H vuông góc với mặt phẳng đáy thì đương nhiên vuông góc với đường HC nằm trong mặt phẳng đáy. Và tam giác vuông này đã biết một góc bằng 60 độ, phải không các em? Thì xét tam giác vuông A phẩy HC có, thầy viết tắt góc C bằng 60 độ. Nếu thầy biết được độ dài một cạnh nữa là thầy tính được chiều cao A phẩy H. Cạnh HC là thầy tính được. Vì sao? Các em quan sát nha. Tam giác ABC là tam giác đều. H là trung điểm của AB theo giả thiết. Vậy thì CH này chính là đường trung tuyến, là đường cao vì tam giác đều, phải chưa? À, vậy thì thầy có được CH là đường cao trong tam giác đều cạnh A bằng căn 3 trên 2 A. Thầy giải thích ở đây. Vì CH là trung tuyến phải đường cao trong tam giác đều A B C cạnh A. Được chưa? Vậy là tam giác vuông A phẩy H C biết một góc, biết một cạnh. Việc tính cạnh còn lại rất đơn giản. Các em sẽ sử dụng hàm gì ở đây? Đúng rồi, hàm tan tan bằng đối trên kẻ. Từ đây thì suy ra tan 60 độ thì bằng A phẩy H chia cho CH. Và từ đây thì thầy suy được ra A phẩy H là bằng CH nhân tan 60 độ. CH thì cho mình tính được rồi, bằng căn 3 trên 2 A nhân với tan của 60 độ thì bằng căn 3. Đúng chưa? Kết quả bằng 3A trên 2. Đây chính là chiều cao. Có được chiều cao, có được diện tích một đáy. Thầy cho mình cùng suy ra thể tích của khối lăng trụ ABC, A phẩy, B phẩy, C phẩy bằng chiều cao nhân với diện tích một đáy
3A trên 2 nhân với diện tích một đáy ở đây chính là căn 3 A bình trên 4. Các em tiến hành rút gọn, các em được kết quả là gì? 3 căn 3 A mũ 3 chia cho 8, đơn vị thể tích. Vậy là thầy đã tính được thể tích của khối lăng trụ. Và thầy cũng hoàn thành cho các em xong đề thi Đại học khu B năm 2014. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang một số ví dụ khác. Ví dụ 2, thầy trích từ đề thi Đại học khu B năm 2010. Cho lăng trụ tam giác đều ABC, A', B', C'. Có AB bằng A, góc giữa hai mặt phẳng A', BC và ABC bằng 60 độ. Tính thể tích khối lăng trụ ABC, A', B', C' theo A. Kem nhát thật nhanh cho thầy. Kem xong chưa? Bài toán của chúng ta vẫn thuộc bài toán tính thể tích khối lăng trụ. Để tính được thể tích khối lăng trụ, thầy cho mình cùng phác họa hình vẽ. Sau đó đi tìm hai yếu tố chiều cao và diện tích một đáy, từ đó suy ra thể tích. Giả thiết cho góc giữa hai mặt phẳng A', BC và ABC bằng 60 độ. Vậy là các em phải nhớ ngay đến cách xác định góc giữa hai mặt phẳng mà thầy đã hướng dẫn các em trong phần lý thuyết. Thầy nhắc lại một lần nữa và các em nhớ cho thầy. Xác định góc giữa hai mặt phẳng thầy gọi là ABC và mặt phẳng FBC. Để xác định góc giữa hai mặt phẳng này, bước thứ nhất, các em xác định giao tuyến, hay nói khác đường thẳng chung của hai mặt phẳng chính là BC. Sau đó, các em xác định hình chiếu vuông góc của điểm F lên mặt phẳng ABC, thì gọi là điểm H. Tiếp theo, từ điểm H này, các em kẻ HK vuông góc với giao tuyến. Các em nối S với K. Khi đó các em có được góc này, chính là góc giữa hai mặt phẳng. Và các em lưu ý cho thầy, trong một số trường hợp đặc biệt thì điểm K này có thể trùng với điểm B hoặc điểm K trùng với điểm C, tùy theo giả thiết để cho. Bây giờ thầy cho mình cùng vận dụng lý thuyết này vào ví dụ của chúng ta. Trước tiên thầy cho mình cùng phác họa lăng trụ tam giác đều ABC, A', B', C'. Có đáy là một tam giác đều và là lăng trụ đứng. Trước tiên thầy cho mình cùng phác họa đáy là tam giác đều. A, B, C. Do lăng trụ của chúng ta là lăng trụ đứng nên thầy dựng các cạnh bên vuông góc với mặt phẳng đáy. Thầy dựng AA' vuông góc phẳng đáy. A', B', C'. Khi đó thầy có được lăng trụ đều ABC, A', B', C'. Tiếp theo thì cho mình cùng đi xác định góc giữa hai mặt phẳng A', BC và mặt đáy ABC. Nối A' với C và nối A' với B. Thì có giao tuyến, hay nói khác đường thẳng chung của hai mặt phẳng A', BC và ABC chính là đường BC. Đúng chưa các em?
hình chiếu vuông góc của điểm A phẩy thuộc mặt phẳng A phẩy BC lên mặt phẳng còn lại là ABC chính là điểm A, vì lăng trụ của chúng ta là lăng trụ đứng. Được chưa các em? Từ hình chiếu này thầy dựng AK vuông góc với giao tuyến BC. Tiếp theo thầy chỉ cần nối A phẩy với K. Đúng chưa? Thì thầy có được góc A phẩy K A chính là góc giữa hai mặt phẳng để cho. Góc này để cho bằng 60 độ. Các em lưu ý cho thầy, tam giác A B C là một tam giác đều cạnh A. Do đó K chính là trung điểm của BC. Bây giờ thầy cho mình cùng đi tính diện tích một đáy và chiều cao. Các em lưu ý thầy, chiều cao là một cạnh bên bất kỳ AA phẩy hoặc BB phẩy hoặc là CC phẩy. Trước tiên thầy thấy rằng đáy là tam giác đều cạnh A. Việc tính diện tích đáy rất đơn giản. Thầy tính chưa? Thầy có lời giải sau. Thầy có B ở đây là diện tích một đáy bằng diện tích tam giác ABC. Nhưng do tam giác ABC là tam giác đều cạnh A, công thức tính diện tích tam giác đều thầy đã hướng dẫn các em trong phần lý thuyết ở tiết thứ nhất. Thầy có kết quả bằng căn 3 trên 4 A bình phương. Bước tiếp theo thầy cho mình cùng đi tìm chiều cao A. A phải nhá. Tính chiều cao H bằng A A phải. Để tính chiều cao, kem gắn cho thầy vào một tam giác vuông đã biết góc và cạnh, hoặc là gắn cho thầy vào một tam giác đều. Thế kem quan sát cho thầy A A phải đây, thầy sẽ gắn vào tam giác vuông nào mà biết góc đây? À đúng rồi, thầy sẽ gắn vào tam giác vuông A A phẩy K, đã biết một góc bằng 60 độ, đúng không các em? Thầy gạch tam giác này để các em nhìn cho dễ. Thầy đi xét tam giác vuông A A phẩy K vuông tại A. Được chưa các em? Thầy có góc K này bằng 60 độ, thì viết tắt có góc K bằng 60 độ. Nếu thầy tìm được một cạnh nữa là thầy tính được cạnh A A phẩy. Các em nhìn thấy thầy hai cạnh còn lại này thì thầy thấy rằng là gì? Cạnh AK là thầy tính được. Vì sao? AK là đường cao trong tam giác đều ABC có cạnh bằng A. Công thức đường cao trong tam giác đều thầy đã hướng dẫn các em rồi. Vậy là thầy có được có AK thì bằng căn 3 trên 2 A, vì AK là đường cao trong tam giác đều ABC cạnh A. Có được một góc, có được một cạnh, thầy tính cạnh còn lại A A phải, thầy sẽ sử dụng hàm nào đây? Đúng rồi, thầy sẽ sử dụng hàm tan. Tan bằng đối trên kẻ. Đúng chưa các em? Từ đây thì suy ra tan 60 độ thì bằng A A phải chia cho A K. Từ đây thì suy được ra A A phải sẽ bằng A K nhân tan 60. AK thì cho mình tính được rồi, chính là bằng bao nhiêu? Căn 3 trên 2 A. Tan 60 độ thì bằng căn 3. Vậy là thầy có được kết quả đây chính là 3 A trên 2. Đây chính là chiều cao. Có chiều cao, có diện tích một đáy, thầy suy được ra thể tích của khối lăng trụ A, B, C, A phẩy, B phẩy, C phẩy bằng
chiều cao nhân diện tích một đáy, 3A trên 2 nhân với căn 3 trên 4A bình phương. Đến đây thì có được ngay thể tích chính là 3 căn 3 A mũ 3 chia cho 8 đơn vị thể tích. Vậy là thầy đã tính được thể tích của khối lăng trụ. Khối lăng trụ này là một khối lăng trụ đề, nghĩa là một khối lăng trụ đứng và đáy là một tam giác đề. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang ví dụ tiếp theo. Thầy cho mình cùng vào ví dụ số 3. Thầy trích từ đề thi đại học khối A năm 2008. Cho lăng trụ ABC, A', B', C' có độ dài cạnh bên bằng 2A. Đáy là tam giác vuông tại A. Cạnh AB bằng A, AC bằng A căn 3. Và hình chiếu vuông góc của điểm A' lên mặt phẳng ABC là trung điểm của BC. Tính thể tích khối chóp A'ABC theo A. Các em nhắc thật nhanh cho thầy. Các em xong chưa? Bài toán của chúng ta thuộc bài toán tính thể tích khối chóp. Thế nhưng đề lại cho hình lăng trụ. Bài toán kiểu như thế này thì gọi là bài toán kết hợp giữa hình chóp và hình lăng trụ. Để tính được thể tích khối chóp thì cho mình cần đi tìm hai yếu tố: diện tích đáy và chiều cao. Sau đó áp dụng công thức thể tích khối chóp bằng 1/3 chiều cao nhân với diện tích đáy. Trước tiên thì cho mình cùng phác họa hình vẽ hình lăng trụ ABC, A', B', C'. Có đáy là một tam giác vuông tại A. Và hình chiếu vuông góc của đỉnh A' lên mặt phẳng đáy ABC là trung điểm của BC. Thì cho mình cùng dựng tam giác vuông ABC vuông tại A. Thì đặt đỉnh A phía bên đây để quan sát hình cho dễ. Theo giả thiết thì AB bằng A, còn AC bằng A căn 3. Tiếp theo thì cho mình dựng chiều cao của khối lăng trụ. Theo giả thiết thì hình chiếu vuông góc của đỉnh A' lên mặt phẳng đáy ABC là trung điểm của BC. Thầy gọi trung điểm BC là điểm H. Thầy dựng A'H vuông góc với mặt phẳng ABC. Được chưa các em? A'H chính là chiều cao. Sau đó thầy nối A' với A, thầy được cạnh đầu tiên của hình lăng trụ. Các cạnh còn lại thì dựng song song và bằng với A, A'. Thầy dựng C, C'. Tiếp theo thì dựng B, B'. Và thầy có được hình lăng trụ ABC, A', B', C'. Đáy là tam giác vuông tại A. Hình chiếu vuông góc của A' lên mặt phẳng đáy ABC là điểm H trung điểm của BC. Đề yêu cầu tính thể tích khối chóp A', ABC. A', A, B, C. Thầy nối A' với C, nối A' với B. Khối chóp này có đáy là A, B, C, là một tam giác vuông đã biết độ dài hai cạnh góc vuông. Chiều cao là A'H vì A'H vuông góc với mặt phẳng đáy A, B, C. Bây giờ thì cho mình cùng đi tính diện tích đáy và tính chiều cao.
Thầy thấy rằng đáy là một tam giác vuông, đã biết hai cạnh góc vuông, nên việc tính diện tích đáy rất đơn giản. Thầy tính chưa? Thầy có lời giải chi tiết như sau. Thầy có diện tích đáy bằng diện tích tam giác ABC bằng 1/2 tích hai cạnh góc vuông AB nhân AC. Kết quả bằng 1/2 A nhân A căn 3 và bằng A bình căn 3 trên 2. Vậy là thầy đã tính xong phần diện tích đáy. Tiếp theo thì cho mình cùng tính chiều cao A'H. Thầy lý luận có A'H vuông góc với mặt đáy ABC. Từ đây thì suy ra chiều cao chính là bằng A'H. Nhiệm vụ tiếp theo là tính A'H. Để tính được A'H thì cho mình cùng gắn vào một tam giác đều để biết cạnh, hoặc là gắn vào một tam giác vuông biết cạnh hoặc là biết góc. Được chưa các em? Thế các em quan sát cho thầy, giả thiết cho các cạnh bên của khối lăng trụ là bằng bao nhiêu? 2A. Vậy thầy có cái này là 2A. Như vậy là gì? Thầy sẽ gắn A'H vào tam giác vuông A'HA. Thầy gạch sổ tam giác này để các em quan sát cho dễ. Tam giác vuông này biết độ dài cạnh huyền A'A'. Đúng chưa? Thầy cho mình chỉ cần tìm độ dài một cạnh nữa, hoặc là tìm số đo một góc, là thầy cho mình tính được A'H. Thế nhưng việc tìm số đo góc là rất khó khăn. Thầy sẽ đi tính A'H. Để tính A'H thì thầy sẽ xét tam giác vuông A'B'C. A'H là gì? Đường trùng tuyến trong tam giác vuông này. Phải chưa các em? Thầy có AH là đường trung tuyến sẽ bằng 1/2 cạnh huyền BC theo tính chất của tam giác vuông. Có đúng không các em? BC thì được tính làm sao? Các em nhìn nhá. BC là cạnh huyền trong tam giác vuông, đã biết hai cạnh góc vuông. Vậy là bằng căn bậc 2 của AB bình cộng với AC bình. AB bình cộng với AC bình. Thì cho mình cùng thay số bằng kết quả 1/2 đằng trước. Đúng chưa? AB bình là A bình cộng với A căn 3, tất cả bình phương. Đến đây thì các em tìm được ra kết quả là bằng A. Vậy là thầy đã tính được AH. Tính được AH, bây giờ thầy mới xét tam giác vuông. Xét tam giác vuông A'HA vuông tại H. Vì A'H vuông góc mặt phẳng đáy thì đương nhiên là vuông góc với AH nằm trong mặt phẳng đáy rồi. Thầy có ngay được A'H sẽ bằng căn bậc 2 của cạnh huyền bình phương A'A' bình phương trừ đi cạnh góc vuông còn lại bình phương là gì? AH bình phương. Kem thay số, kem có bằng căn bậc 2 của 2A tất cả bình trừ đi A bình. Đúng chưa? Và kem tìm được kết quả ở đây chính là A căn 3. Và đây chính là chiều cao. Như vậy là thầy đã tính được chiều cao, có được diện tích đáy, thì suy được ra thể tích của khối cho cần tìm A'ABC sẽ bằng 1/3 chiều cao là A căn 3 nhân với diện tích đáy. Diện tích đáy là A bình căn 3 trên 2. Căn 3 nhân căn 3 thì bằng 3. Rút gọn 3 mẫu này hết. Vậy là thầy có được kết quả ở đây chính là A mũ 3 trên 2, đơn vị thể tích. Vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong
đề thi đại học khối A năm 2008. Bài này kết hợp giữa lăng trụ và khối chóp, được chưa? Thể tích của khối chóp cần tìm là bằng A mũ 3 trên 2. Ví dụ số 3 này cũng là ví dụ cuối cùng của buổi học ngày hôm nay. Các em về nhà xem lại thật kỹ phần lý thuyết, đặc biệt là cách xác định chiều cao của một khối lăng trụ. Xem lại thật kỹ các ví dụ thầy đã chữa cho các em. Làm cho thầy các đề thi tương tự. Thầy chúc tất cả các em ôn tập tốt. Hẹn gặp lại các em trong các bài giảng lần sau.